Ngọc Châu bị tố đạo nhái dạ hội cánh bướm, chiếu Cà Mau lên sân khấu Miss Universe gây tiếc nuối. Thông tin về trang phục dạ hội cánh bướm của Ngọc Châu hiện đang nhận được nhiều sự chú ý. Bên cạnh đó, trang phục chiếu Cà Mau cũng đã chính thức trình làng trên sân khấu Miss Universe. Sáng nay 12 tháng 1 giờ Việt Nam, bán kết cuộc thi Miss Universe 2022 chính thức diễn ra. Ngọc Châu cùng 83 thí sinh khác lần lượt thể hiện khả năng trình diễn trong phần hôi tên và quốc gia, phần trang phục áo tắm và trang phục dạ hội, trang phục dân tộc. Trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội, Ngọc Châu diện thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những cánh bướm mang tên Butterfly Effect. Chủ đề trang phục ẩn ý về sự thay đổi tư duy, biến niềm tin trong quan điểm sống thành lời nói tự tin và hành động mạnh mẽ thể hiện trong những chuyển động bứt phá sáng tạo. Xuất hiện trên sân khấu, Ngọc Châu gây chú ý với tạo hình tay tạo nên hiệu ứng cánh hoa nở ra độc đáo. Đây là lối cắt quốc Lotus Quad dựa trên chất liệu văn hóa dân tộc múa sen. Cùng với những bước đi uyển chuyển và thần thái bản lĩnh tự tin, Ngọc Châu đã hoàn thành mãn nhãn phần thi của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, các fan sắc đẹp bất ngờ truyền tay nhau bài đăng của một nhà thiết kế. Theo đó, nhà thiết kế này đã tung lên trang cá nhân hai bộ trang phục với thiết kế khá giống với đầm dạ hội cánh bướm của Ngọc Châu, từ màu sắc đến kiểu dáng, kèm với đó là dòng trạng thái đầy ẩn ý. Thật trùng hợp và bất ngờ khi mình cũng đang làm đơn bướm cho một hoa hậu quốc tế. Dù không nhắc thẳng tên Ngọc Châu, nhưng fan sắc đẹp vẫn đặt nghi vấn nhà thiết kế này đang ẩn ý chuyện đầm dạ hội cánh bướm của Ngọc Châu đạo nhái. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều fan cũng tìm ra bằng chứng cho rằng bộ trang phục của Ngọc Châu đã được thiết kế từ tháng 5 năm 2022, chứ không phải mới đây. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng nhà thiết kế này chỉ có ý nói về việc bất ngờ bị trùng ý tưởng, chứ không có ý nhắc đến trang phục của Ngọc Châu đạo nhái. Đây có thể chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Trước đó, Ngọc Châu trình làng hai mẫu thiết kế dạ hội dự kiến sẽ mặc cho đêm thi bán kết, đó là sen và nữ thần đại dương. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, nàng hậu bất ngờ quay xe vào phút cuối và quyết định chọn đầm dạ hội cánh bướm. Sau khi trình diễn áo tắm và váy dạ hội, các thí sinh đã lập tức bước vào phần thi trang phục dân tộc. Tại đây, họ đã trình diễn những bộ trang phục lộng lẫy đầy màu sắc và ý nghĩa, đã khiến khán giả phải trầm trồ. Trong đó, Ngọc Châu đã chính thức chiêu đãi netizen bằng bước cách quốc xuất thần khi khoác lên mình bộ trang phục dân tộc chiếu Cà Mau. Sau nhiều tháng ấp ủ và phải thay đổi vào phút chót cuối cùng thì chiếu Cà Mau cũng đã xuất hiện trên sân khấu Miss Universe. Ngay khi vừa bước ra, Ngọc Châu đã nhận về cơn mưa lời khen với visual quá đỗi xinh đẹp. Trong đêm bán kết, nàng hậu đã chọn tông trang điểm với son đỏ để thêm phần nổi bật và quyến rũ. Trên sân khấu bán kết cuộc thi, đại diện Việt Nam khoác lên mình thiết kế chiếu Cà Mau đầy tự hào. Trước sự cồng kềnh của bộ cánh, mỹ nhân gốc Tây Ninh được khen là có pha cách quốc và xử lý chuyên nghiệp, giữ thần thái sắc sảo suốt phần trình diễn. Đương kim Miss Universe Việt Nam thậm chí còn không có một cái vấp chân hay mắc lỗi trình diễn nào. Tuy nhiên, vẫn có một điều gây tiếc nuối với fan sắc đẹp, đó chính là việc Ngọc Châu đã không xoay người để khoe phần phụ kiện độc đáo phía sau trang phục dân tộc. Có lẽ vì trang phục khá nặng và cồng kềnh nên Ngọc Châu chỉ có thể quắt thẳng một đường. Bộ trang phục với hai màu chủ đạo là vàng và đỏ đã giúp Ngọc Châu thu hút ánh nhìn của đông đảo khán giả dưới khán đài. Được biết, chiếu Cà Mau khá nặng do nhiều phụ kiện nhưng Ngọc Châu đã xử lý rất tốt trên sân khấu. Người hâm mộ tại quê nhà không khỏi tự hào sau khi chiêm ngưỡng màn trình diễn hoàn hảo của đại diện Việt Nam. Tại bán kết hôm nay, Ngọc Châu từ khi xuất hiện đã khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng. Trong từng sải bước trên sàn runway, mỹ nhân gốc Tây Ninh được khen cho trình cách quốc ngày càng tiến bộ. Bên cạnh đó, khả năng ly ống kính chuẩn cũng giúp nàng hậu thêm cuốn hút. Sau phần thi quan trọng này, Ngọc Châu và các thí sinh sẽ tiếp tục có mặt tại chung kết Miss Universe 2022 vào 2 ngày tới. Theo đó, tân hoa hậu Hoàng Vũ sẽ trở thành chủ nhân của chiếc vương miện For Strong Good trị giá gần 6 triệu đô. Với sức cạnh tranh mạnh giữa các người đẹp tại đấu trường Miss Universe, fan Việt hy vọng cô sẽ in top cao, phá vỡ thành tích cao nhất do Hồ Hèn Nghê đang nắm giữ top 5.